trưa nè, đói này hào lắm, ăn kêu riết tai luôn. Giơ tay thử xem nào, ối nhảy luôn, sướng thật. Đấy, ăn như thụi luôn. Con cu ngói này, này bữa trưa một con cu ngói chén quá. Cái này thì cả băm nhỏ cho nó thì trộn thêm, cho thêm một chút nước nữa để cho nó đỡ, gọi là nó đỡ dẻo. Chắc mấy hôm nữa này chắc là khỏi cần phải đút luôn, tự ăn được luôn. Đó. Không ăn hết được đâu. Chim nhỏ này phải chia làm nhiều bữa, chia làm nhiều bữa cho nó chén. Cứ một ngày phải mất một con cu gói. May mà nhà sản sinh ra được cu gói. Thôi nhất là chỉ chăn vậy thôi. Để chiều nữa. Đứng thân thoát luôn.